Chào anh em. Bữa nay chào anh em, mình là khoa xe của Ducati Hồ Chí Minh. Bữa nay mình sẽ review không nhanh một cái xe chắc ai cũng biết. Cái xe phổ thông luôn, huyền thoại luôn. Đây. Monster 937, gọi là New Monster. Nhiều người thì nhìn vô nói ôi cái xe này nó không có ngầu, không có hầm hố như cái xe 821, Monster 821 đời trước. Đua xe. Rồi, trở lại vấn đề chính đi. Không có ngầu. Thì đó là lý do tại sao mình nói sơ nè. Thứ nhất là cái sườn nó gọn hơn, và cổ bô nó không có vòng lên nữa, cổ bô nó thẳng ra luôn, nó gọn, làm cho xe nó nhẹ hơn. Bây giờ mình nói về thiết kế đi ha. Thiết kế thì hiển nhiên là thiết kế hoàn toàn mới rồi. Xài cái đầu đèn LED, có cái đèn định vị sáng ở đây nè. Xi nhan tích hợp vô đây, nó chạy đẹp lắm. Kể cả xi nhan sau cũng vậy, nó chạy. Còn về bình xăng á, ở đây là kim loại nè, ở đây là ốp nhựa nè, chìa khóa, đồng hồ, côn dầu luôn, chứ không có xài côn dây như 821. Nè, người ta đổi lên côn dầu nè. Mặt trước của cái xe nè, gọn cực kỳ luôn. Vẫn sử dụng két nước. Xài động cơ Testarossa 11 độ, nhưng mà cái dung tích xi lanh á được tăng lên rồi nha. Cái này nó lên tới 937 phân khối lận, 111 mã lực, 93 Nm. Thì cái sườn đời trước á là cái sườn mắc cáo, nó cũng giống vậy nè. Nó cũng na ná, cũng cái kiểu vậy. Ý mình là cái kiểu thiết kế á. Còn mắc cáo thì cái này không phải mắc cáo rồi, cái này là sườn nhôm đúc. Rồi cổ bô thì nó vòng lên, hẹo xuống. Thì mỗi lần đếch mô hay là cái gì á thì nó hơi khó chút xíu, là phải tháo cổ bô để tháo được cái nắp này ra. Đó. Còn bây giờ cái này nó gọn hơn, tiện hơn. Anh em mà kiểm tra bảo dưỡng đếch mô ở 30.000 á thì chỉ cần tháo ra thôi, nó đâu có vướng gì nữa đâu. Đó không? Gọn. Rồi nó thêm cái ốp nồi. Thêm cái ốp nồi nè, chống bị phỏng chân nè. Nhiều khi mình để chân vậy nè, cái phỏng. Bô cũng khác nè. Và nó có bầu bô luôn nè. Có bầu bô, có van bô. Vẫn là heo Rambo truyền thống thôi. Cứ cơ bản nhất của Ducati là Rambo. Khó nói nhiều. Ga. Xài ga điện 3 mod chạy Sport, Touring, Urban. Đây nhìn phía sau lên nè. Cho anh em nhìn quen nè. Thì nói chung là một cái cải tiến hoàn toàn mới luôn, một chiếc xe hoàn toàn mới. Nặng 166 kg, trọng lượng khô nha. Còn cái trọng lượng của đời trước á là hầu như khoảng 189 kg. Đây 166 kg. Cái chiều cao yên á thì nó nói chung để mà khó nói chính xác lắm, nó đâu đó khoảng 800 đến 810. Nhưng mà anh em ngồi lên á là nó dễ lắm, dễ chịu lắm kìa. Tại vì nó rất là nhẹ luôn, 166 kg. Thì giờ ngồi lên nó nhẹ lắm. Với lại cái khoảng sáng gầm á nó cao cực kỳ luôn nè. Nó cao bằng hai bờ luôn á. Thấy không? Cao ghê không? Tha hồ chạy luôn. Ở đây để chữ Monster nè. Để coi, mở cái đèn cho anh em coi nha. Coi cái xe này nó... Mình mở cái đèn ra. Như cái này hết bình rồi.
Cái xe này hết bình rồi, để lâu quá hết bình. Để chút nữa mình mở cái xe khác cho anh em coi. Bảo đỏ thì đang phân phối tại Ducati Hồ Chí Minh đó là giá 439 triệu. Thì cái này nó có 3 màu, màu xám, màu đỏ với màu đen. Thì màu xám đó là xám mờ, đen là đen mờ, còn đỏ là đỏ bóng. Để mình lấy, để mình đổi ra cái xe xám cho anh em coi. Cái xe xám mở máy được. Xe này nó hết bệnh hay gì vậy? Chưa gắn bệnh. Đây, bây giờ, nãy giờ đẩy ra được chiếc màu xám nè. Nãy giờ chiếc màu đỏ phải không? Giờ chiếc màu xám nè. Mở lại đèn cho anh em coi. Đó, cái đèn định vị đã không? Màu xám thì giá tiền nó trên cái màu đỏ chút xíu, đó là 441 triệu. Màu đỏ là 439 triệu. Thì màu đen, đen mờ của nó cũng là 441 triệu. Động cơ là như nhau, tất cả trang bị trên xe đều là như nhau hết. Mở cái xi nhan nè. Nè, nó chạy chạy như nãy mình nói nè. Hả? Chạy nè. Chạy nè. Thấy không? Nhìn đẹp không? Đuôi dưới nhìn lên nè. Đó, ngồi. Ok, bây giờ mình lên ngồi thử nha. Bữa nay mình không có mang dép nên anh em thông cảm. Mình cao 1m6. Đó, anh em thấy sao? Mình cao có 1m6 thôi. Và bữa nay mình mang dép nữa. Tại vì tới giờ về rồi, hết giờ làm việc rồi, về thay dép về cho nó thoải mái. Chưa định pháp. Đó, nói chung là nó nhẹ. Nhẹ nè. Lanh nè, dễ chạy nè. Mạnh nữa. Và góc lái rất là rộng luôn. Nè, góc lái nè. Rộng ghê không? Cực kỳ rộng luôn. Anh em đi phố hay là đi đâu vô dựng cái chỗ hẹp á, nó cũng dễ nữa, dễ thao tác. Giờ mở máy cho anh em nghe nha. Ok, bây giờ mở máy cho anh em nghe nha. Ồn ghê không? Đó, thì cuối cùng là Monster, New Monster, nó hoàn toàn mới. Từ động cơ được nâng cấp lên, khung sườn, kiểu dáng, đèn, thậm chí là những cái trang bị trên xe như là tay thắng, nó khác nè. Rồi bô, rồi cả công nghệ trên xe, có chống bốc đầu, ABS, traction control nè, đầy đủ nè, push ship 2 chiều luôn, xi nhan tự tắt. Đó là tổng thể của Monster đời mới. Thì chắc là kết thúc video tại đây rồi. Rồi, nếu mà anh em có thắc mắc gì á thì anh em cứ comment ở phía dưới nha. Rồi, anh em nhớ nha, đừng có quên like cái video với lại đăng ký cái kênh của mình nha. Cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp lại.